Chào mừng các bạn đến với chuyên mục hỏi đáp số 194. Câu hỏi 2033. Em được biết công nghệ thông tin có nhiều mảng, vậy anh Duy học bên mảng nào? Em năm nay học lớp 12 và cũng muốn thử sức vào công nghệ thông tin, nhưng sợ học xong ra thất nghiệp thì khổ. Nhờ anh tư vấn. Nói chung anh hồi xưa hả, anh học cái mảng phần mềm anh. Kỹ thuật lập trình này nọ đó. Không phải, nói chung là kỹ thuật lập trình thì cũng hơi quá. Nói chung là về phần mềm ứng dụng á. Thì nhưng mà cái anh thì anh chuyên về ngành web. Web back end, front end gì đó thì có, nói chung là học bao nhiêu năm trời ra làm được mỗi đó thôi. Mà không biết thì biết chút đỉnh. Vậy thôi. Thì công nghệ thông tin cũng là một cái hướng đi thời thượng bây giờ. Thời đại bây giờ là thời đại công nghệ tri thức. Nên cái việc công nghệ thông tin cũng là một trong những ngành có chữ công nghệ. Công nghệ là nghe thấy được, nghe phái phái rồi đó. Mà hay ở chỗ là về cái công nghệ thông tin ở Việt Nam thì nó cũng không có gọi là không có tục hậu nhiều lắm so với thế giới. Thế nên tất nhiên mà làm về cái mảng phần mềm, phần này phần kia thì có rất nhiều công ty ở Việt Nam gia công và nước ngoài đặt hàng rất là nhiều. Cái việc này nó cũng không cái ngành này nó cũng không sợ đói đâu bạn. Nói chung làm cũng được, học thì cũng được, mà yêu thích đó thì bạn học được. Nhưng mà nhưng mà ngành đó về Bến Tre khi họ đói á. Món con nghe đáng suy ngẫm nha. Chưa chắc em, giỡn hoài sao đói được. Bến Tre giờ làm thì giỏi lắm, anh về anh mở tiệm net hoặc là anh làm thầy giáo dạy tin học thôi. Rảnh tự nhiên học cứ dân nguyện thông tin đi về mở tiệm net. Thì em nói đấy là trường hợp anh về Bến Tre hoặc là về Bến Tre mở công ty phần mềm cũng được vậy. Thiếu gì doanh nghiệp ở dưới. Mỗi đơn vị ta đều cần website hết, nội cái đó không đủ sống rồi đó. Không cần biết cái gì đó, nội website không đủ sống rồi. Website nó phải liên tục update cập nhật. Ai làm chuyện đó, đúng không? Nội chuyện đơn giản cơ bản thôi, phải duy trì phát triển website. Và những cái doanh nghiệp mới người ta vẫn phải có cái website. Nói riêng về mảng web là đủ xài rồi, không cần gì phải nhiều hết đó. Vâng, ngày yên tốt ạ. Nhưng mà cái mảng này về thôi, đôi khi làm chủ nó mới nhức đầu. Thôi làm công đi, làm công cho tư bản cho nó lành ra. Nó làm công cho công ty của nước ngoài á, công ty của Nhật, của Anh, của Đức, của Mỹ đó. Mấy công ty đó thì cải tạm thôi, đủ xài rồi. Câu hỏi 2034. Anh Duy cho em ý kiến về môn Swiss Workout. Em thấy tập môn này nhiều người đẹp như fitness. Nó tập fitness banh sát ra trước phục cao bạn ơi. Cứ vậy hoài, khổ bạn ghê. Swiss Workout là cái môn mà nó mình cũng biết coi có thể là nó gym là trong nhà đúng không? Swiss Workout ra đường có gì tập cái đó. Đại loại là vậy, cái tên phân cách tất cả. Swiss là đường, Workout là tập vậy thôi. Tập ngoài đường. Thì bạn phải căn bản là mấy cái người mà Swiss Workout đẹp đẹp dám nói với bạn luôn. Tập gym rồi. Tập gym hết trơn rồi ra được body đẹp vậy mới ra đường. Đúng rồi, body đẹp đó. Em. Chứ còn bây giờ bạn tưởng tượng coi, bạn đang ví dụ bạn đang trong một tình trạng kém, bạn đang 80kg mà cao có 1m7 à, mà ú ra trước đầu cao nha. Bạn trước đầu cao cho đi coi nha. Hít đất chống xà kéo thì chả gì nói cả, còn mấy bài khó hơn đu cây lộn, làm này làm kia, bà làm được không? Căn bản là cái môn đó thì nó là chứ môn là nó là giải trí mà nói chung là chứ cũng không dám nói, thì có rất là nhiều bạn ở đây cũng biết môn này và cũng có rất nhiều anh em tập môn này, thì cái chuyện đó thích gì tập cái đó thôi. Chứ còn cái chuyện trích hoặc cao mà nó có một độ khó hơn, nó có một cái độ khó và nó đặc thù, nó vừa thể lực mà nó vừa mang tính nghệ thuật nữa. Không biết dùng cái từ gì diễn cả, đúng không? Bằng chụp những tấm hình trích hoặc cao, bằng đu cây, đu xà, nhào lộn, leo tường, đủ trò hết đó. Cái độ chấn thương nó cũng sẽ khó, nó cao hơn và nó được khó tập hơn. Mà tất nhiên người ta có thân hình đẹp thì tập đó nó ok, hợp lý. Còn bạn chưa, nền tảng của bạn chưa biết gì hết, mà phải xác định gym là cái nền tảng căn bản ban đầu. Xong rồi muốn chơi gì đó chơi. Gym là cái môn thể thao mà nó hỗ trợ tất cả những môn khác trên đời. Ví dụ bạn muốn đá bóng cho nó man đi thì bạn phải tập gym. Thế mà tập gym mà mới có sức khỏe về cơ, về lực, về nọ kia, kết hợp với những tập cái đặc thù khác của môn đá banh nữa thì bạn mới có thể vươn xa phát triển nghề nghiệp. Câu hỏi 2035, em với cả đám bạn đang làm việc và sinh sống tại Macau. Chắc bạn đánh bạc đây. Nói chung ở đây bài, đầy casino, đủ hả? Điều kiện để chơi môn thể hình này. Nhưng vì tính chất công việc nên tụi em 2 tuần thay đổi ca làm việc một lần. Vì thế 2 tuần tụi em tập ở các buổi khác nhau, làm sáng thì tập lúc chiều 6 giờ, còn làm chiều thì tập lúc trưa 11 giờ, còn làm đêm lúc 6 giờ, chiều xong rồi đi làm, còn thực phẩm bổ sung của tụi em như sau. Nếu làm ca sáng thì sáng dậy uống whey ISO 100, trưa uống Mascanner và trước tập Pre-Workout C4, sau tập ISO. Còn làm ca chiều thì dậy vào lúc 10 giờ, uống whey rồi C4,
trước tập, xong đi làm, chiều uống mát, tối về ngủ. Vậy làm đêm thì sao anh? Có cần casin không anh? Em nặng 75kg, cao 1m82, cơ nhiều hơn mỡ, nhìn người cũng lean. Em mới tập được 3 tháng, mong anh duy trì em về việc sử dụng thực phẩm bổ sung cho ca làm đêm. Nói chung là ca đêm đúng không? Bạn làm gì không biết, bạn khi bạn làm là mặc định là bạn thức, giống như là một cái nhịp sống hàng ngày của bạn thôi. Đó, casin dùng lúc ngủ, casin dùng lúc ngủ, bạn làm đêm sáng mà ngủ thì sáng mà xài casin. Còn cái việc làm đêm thì giống như ngày bình thường mà uống mát, giống như hai bữa trước đó. Mặt trước tập uống quay, sau tập uống mát, lúc nào đó uống mát tiếp, vậy là ổn rồi, rất đơn giản, không gì khó cả. Mà bạn với nhóm bạn của bạn không phải cao làm gì để khai thiệt đi, chia bài phải không? Bạn nói là làm ca chiều thì dậy vào lúc 10 giờ uống quay. Rồi, xong đi tập, đúng rồi, không? Rồi, C4. Rồi đi xong tập. Đi làm rồi post workout đâu? Đi tập. Chiều uống, mãi đến chiều, chiều mới uống mát à? Thì tập xong uống mát đó. Thì bạn mặc định là bạn trước tập uống quay với cardio cao, sau tập uống mát, như vậy là ổn. Đó thì bạn, cho dù bạn làm ca gì chăng nữa, bạn vẫn áp dụng công thức đó là được. Trước khi ngủ cũng uống casin, vậy thôi. Câu hỏi 2036, em tập gym cũng được 3 tháng, em cao 1m66, nặng 51kg, mỗi buổi tập là 2 tiếng. Sau tập em ăn rất nhiều mà sao không thấy tăng cân, giữ nguyên không lên được ký nào. Có phải là do em tập quá lâu đúng không anh? Em nghe mấy người trong phòng nói là còn nhỏ thì không nên tập vai, vì tập các bài vai tác động vào cột sống thì em sẽ bị lùn không cao được. Em cũng hơi hoang mang. Nói chung mà tập vai mà tác động vào cột sống thì level của tôi rất là thấp. Level rất là thấp. Tập cái gì đứng để cho dồn vào cột sống chứ. Thế đúng rồi, nguyên tắc của anh nó nói rõ ràng là em tập thể hình thì các em phải xác định là né chấn thương, tránh chấn thương, không tàn phá khớp. Cột sống cũng được coi là khớp chứ đã gì, đóng khớp luôn, ngay một khớp nữa. Đúng không? Cột sống là gì? Là hệ thần kinh trung ương nằm trong đó nha bạn, chứ không phải địa phương đâu. Hệ thần kinh địa phương bạn bị cái gì đó thì bạn còn sống phải phay à. Còn trung ương mà bị một cái là bạn thăng thôi, chứ không còn đường nào khác hết. Kỹ, ví dụ cục tay, cục chân, sống tốt, sống khỏe, sống đẹp. Và có thai bị đứt nguyên cái lưng mà sống chưa? Nên Thu Hương câu này trả lời cho bạn đi, vấn đề dinh dưỡng và vấn đề tập luyện của bạn thôi. Bạn này thì bạn chỉ hỏi về động tác thôi mà, còn vấn đề dinh dưỡng thì canxi nhiều trong quá trình tập luyện. Em đọc câu hỏi đi. Vấn đề mà ăn nhiều mà không tăng cân đúng không? Đúng rồi, em đọc câu hỏi đi, em cứ bình tĩnh, em tập trung đọc câu hỏi đi rồi trả lời giùm bạn đi. Rồi có thể là bạn ăn quá nhiều, hoặc là nói chung là cái vấn đề ăn nhiều mà không tăng cân là do hấp thu kém, hoặc là ăn nhiều nhưng mà ăn cho nó đầy, cho nó no, cho nó đầy bụng, quá tải, không hấp thu hết được. Đó thì vấn đề của bạn đó là bạn nặng 51kg mà cao 1m66 rồi bạn dùng mát cao năng lượng nhé. Bỏ tiền ăn đúng rồi, hạn chế tiền ăn, đầu tư tiền mát. Tại vì ăn vô nó cũng đâu có hấp thu được. Để cho nó cải thiện hệ thống hấp thu trong cơ thể bằng trước. Câu hỏi 2037, tụi em rất kết cái sản phẩm Lean Body của Lazada, cái bạn Macau lúc nãy. Nhưng bên đây thì không có chỗ phân phối sản phẩm này. Vậy bên anh Duy và chị Hương có cách nào giúp tụi em chạm tay tới nó không? Bữa ăn thay thế mơ ước vì tụi em ở Macau. Thêm nữa, 2 tuần tập gym của lịch làm đêm thì em thấy người không lên cơ nhưng không hiểu sao cũng không xuống ký. Mong anh Duy tư vấn, chắc đợi 1 tháng nữa mới được anh Duy trả lời. Chắc lúc đó còn 78kg. Cái vấn đề bạn làm đêm đó đúng không? Tức là bạn làm cái giờ trái với bình thường, trái nhịp sinh học. Bạn không xuống ký, không xuống cơ là bạn cảm ơn trời rồi nha bạn. Đáng lẽ trong cái điều kiện bình thường này làm, thứ nhất nó xuống hết tất cả, trong đó có xuống sức nữa. Còn bạn không bị xuống mà bạn còn đội lên đó thì bạn hơi tham. Đừng tham quá, như vậy là được rồi. Hoàn cảnh đúng không, cái gì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau. Hoàn cảnh của bạn là công việc phải làm đêm như vậy đó. Đôi khi bạn làm trong lĩnh vực này có thể tiền bạc vô tư, nhưng mà kẹt cái phải làm theo ca đó, thì cái gì cũng có cái khó của nó thì không sao cả. Bạn làm đêm không phải là làm liên tục, làm có thời gian thôi, rồi xong bạn đổi qua làm kia thì bạn lấy gọi là gì, hai kia bù quá này thì nó sẽ phát triển. Bạn xong chưa? Còn cái sản phẩm Lean Body của Lazada đúng không? Lean Body của Lazada mà bên Macau của bạn không có bán. Macau hình như theo anh biết thì là của Trung Quốc rồi mà ta. Trung Quốc hình như là Đài Loan. Cái gì Đài Loan đây? Đài Loan phải không ta? Macau. Thôi em ngày xưa chắc là trốn địa lý mà trường kỳ luôn sao? Thì ngày xưa em học chuyên Anh mà em đâu có học học đều hết đâu. Bởi vậy em đừng có nói chuyên ở đây nghe, nó hổ thẹn phải không? Mình chuyên nhiều cũng biết, nhưng mà kiến thức cơ bản căn bản phải biết.
Rồi. Đó, chứ còn bây giờ em lựa ra cái chuyên anh của em ra em nói. Được rồi. Giờ trả lời nốt đi. Mà bây giờ trong cái nước Việt Nam này có bao nhiêu người chuyên anh để nói chuyện với em? Rõ ràng cuộc sống là vật cộng đồng với nhau thì những cái gì chung chung thì phải biết chứ em được nguy biệt rồi. Đó. Hiểu rồi, khổ ghê. Thì nếu lắp radar mà không có bên bên Macau thì BBT cũng đâu biết giúp bạn bằng cách nào đâu. Nếu mà giờ chuyển hàng cho bạn thì nó dính cho cái việc mà đâu là làm thử một phát đi, nói chuyện đó cũng không rành nữa ha. Có thể Macau đây gần quá chắc chuyển được á. Chuyển thì cũng lắm, chuyển cho người thân của bạn ngoài Hà Nội thôi, mà Hà Nội ngoài Bắc chuyển cho bạn qua Macau thôi. Nói chung thì việc này làm việc qua mail đi bạn ơi, này nó hơi kẹt. Còn nếu không thì bạn mua trực tiếp từ Amazon bên Mỹ á thì đường đi nó hơi xa hơn, có thể nó hơi mắc hơn chút xíu, nhưng mà có lẽ là không ít ra thì cũng chuyển cho bạn được miễn phí đến gia đình của bạn, không gia đình của bạn ngoài Bắc chuyển qua Macau thôi bạn. Thì thôi cái việc đó làm việc sao đi. Câu hỏi 2038, khi chưa tập thể hình thì em cao 1m77, nặng 57kg. Khi tập được 3 tháng thì em lên được 63kg. Hiện giờ em tập được 1 năm mà cân nặng chỉ được 65kg, còn body chẳng thấy cải thiện gì. Em chỉ thấy mình đẩy tạ khỏe hơn thôi. Em đẩy ngực được 78kg 3 rep, tính cả thanh đòn. Mấy đứa trong phòng tập cứ bảo, sao tao thấy mày tập hoài mà người mày vẫn nhỏ vậy? Nghe chúng nó nói vậy hoài thành ra em cũng hơi tự ái. Anh Duy cho em hỏi em phải tập như thế nào và dinh dưỡng ra sao để cải thiện body. Em muốn lên được 73 đến 75kg, em cũng có chút thắc mắc là tập 1 năm đẩy được 78kg là ít hay nhiều. Em sinh năm 1994, một ngày em ăn 3 bữa cộng 3 bịch sữa Vinamilk, kinh tế thì không đủ xài thực phẩm bổ sung. Ăn 3 bữa cộng với 3 bịch sữa Vinamilk. Bạn cũng đâu có nói lên được điều gì đâu. Tức là bạn lên cân đúng không? Bạn tập bạn có lên cân. Bạn có lên sức khỏe. Nhưng bạn không lên cơ hả? Từ 57 lên được 63kg trong vòng 3 tháng. Đứng luôn không lên nữa không? Rồi bây giờ tập được 1 năm mà cân nặng chỉ được 65kg. Lên được 2kg nữa. Body thì không thấy cải thiện gì, không biết là lên gì đây. Thì đầu tiên bạn phải kiểm tra là các bạn đẩy có đúng kỹ thuật hay không, bạn tập luyện có đúng kỹ thuật hay không, có đúng nhóm cơ cần kích thích hay không. Cái điều đó là điều quan trọng. Vậy phải xét ở góc độ tập luyện trước. Còn ở đề dinh dưỡng như bạn nói thì bạn ăn như vậy thì cũng thấy hơi mỏng ha. Hơi mỏng. Đáng lẽ làm luôn ngày 5 bữa đi. Ngày 5 bữa, 3 bữa chính thì để nguyên đó, bạn phải có thêm 3 bữa phụ nữa. Mà Vinamilk có bịch nhỏ xíu ha, bịch như ngày xưa đi mua bịch 4.000 đó, giờ không biết như lên mấy ngàn rồi. Bịch đó thì nó nhỏ lắm, nó không đủ để dinh dưỡng để nó cung cấp cho bạn. Mà thành phần dinh dưỡng chủ yếu nó đến từ đường nữa, nên cái loại này nó cũng nghèo dinh dưỡng. Cố gắng bữa phụ đó thì cái trứng thì cũng đỡ hơn bịch sữa này của bạn nè. Cái trứng hay là miếng khúc cá ngừ hay là miếng canh gì, nói chung là nó phải có miếng protein trong đó. Nó căn bản là buổi phụ là buổi nạp rồi, từ nạp protein á, nó phải có miếng protein trong đó, nên nó sẽ giúp cho bạn phục hồi phát triển cơ thì nhìn nó mới có ra cơ được. Còn bây giờ bạn ăn mặc định bạn nói bạn ăn ngày 3 bữa, ai biết bữa gì đúng không? Cơm hàng cháo chợ toàn là tinh bột với mỡ không à, cho được bạn miếng cá khô thì nó hơi kẹt. Đó, mà kiểm điểm lại trong vấn đề dinh dưỡng của bạn đó, có đủ protein hay chưa. Nếu mà không đủ protein thì khó có chuyện lên cơ. Và kiểm điểm thứ hai đó là tập luyện có đúng hay không, nó có kích thích được cơ hay không. Thì bạn làm tốt hai cái bước đó đi thì bạn sẽ có kết quả thôi. Và bạn đã đặt câu hỏi tới đây chắc bạn cũng đã theo dõi rất nhiều video của Duy rồi, thì bạn cố gắng bám theo những điều Duy nói trong đó, những phân tích trong đó sẽ giúp bạn bổ sung hơn cái kiến thức trong cái tập luyện và dinh dưỡng để giúp cho bạn có một cái kết quả tốt hơn. Tất nhiên bây giờ hoàn cảnh của mình chỉ là như vậy thì mình chỉ dừng ở bước đó thôi. Sau này á, mình sinh viên ra trường rồi có trúng đất trúng số gì đó, chuyện đó tính sau. Còn giờ trước mắt thì mình cứ làm tốt vai trò của mình, làm tốt hết tất cả khả năng của mình trong hoàn cảnh hiện tại. Câu hỏi 2039, em năm nay 19 tuổi, nặng 60kg. Vai phải của em bị sệ do hồi đi học em hay đeo cặp chéo vai. Em tập tạ ở nhà từ năm lớp 10 nhưng từ đó đến giờ em chỉ tập như người mới tập viết chữ, không ra hệ thống gì cả. Em mới bắt đầu theo lịch tập của anh khoảng vài tuần, vì vậy mà bây giờ ngực bên phải nhỏ hơn bên trái. Trong kết quả đo in body thì cơ bên trái của em nhiều hơn cơ bên phải, trong khi cầu vai phải và tay phải lại to hơn tay trái. Em thuận tay phải. Em nghĩ vì do vai phải bị sệ nên động tác của em bị sai dẫn tới lệch nhóm cơ.
Theo anh thì bây giờ em nên chỉnh động tác lại cho thật chính xác và kết hợp với việc tập mức tạ chênh lệch giữa hai bên không? Ví dụ như cơ ngực bên phải nhỏ hơn bên trái thì khối lượng tạ đẩy ngực bên phải bằng tạ đòn hoặc tạ đơn sẽ nặng hơn bên trái. Có thể hiểu là một đòn tạ dài mà một bên nặng, một bên nhẹ, hoặc hai tạ đơn bên trái có khối lượng nhẹ hơn bên phải để cơ bên phải cân bằng với cơ bên trái. Không. Mình tập theo cơ yếu không? Không, đúng rồi, bạn phải tập theo cơ yếu hơn. Bạn phải tập theo cơ yếu hơn, cơ mạnh hơn nó còn sức cậy nó, để đó đó. Và bây giờ bạn mới tập có 3 tháng rồi, cũng còn rất sớm đúng không? Rất sớm, bạn tập 3 năm đi, nó sẽ đều lại. Nó đều lại trong cái giới hạn của nó thôi, chứ không phải đều 100%. Inbody test chả ai đều 100% cả. Ai cũng bị lệch dài chút đỉnh hết á. Nên bây giờ bạn đã đo được inbody test thì bạn nhìn được tờ giấy đó, bạn biết được thực trạng của bạn đó. Tay nào, tay nào, chân nào hay là người phần nào nó như thế nào. Thì bạn cứ tập luyện bình thường, kiên nhẫn, đừng nóng. Tập thời gian tính bằng 5 lần, bạn mới tập 3 tháng sớm quá. Tập tiếp đi, tập tiếp đi và luyện công bền bỉ, chăm chỉ vào, tập theo bên yếu nha bạn. Tức là cái ngực nào yếu thì đẩy theo ngực đó. Tay nào yếu thì tập theo tay đó. Vai nào yếu thì đẩy theo vai đó. Đẩy cho nó đều cây, đẩy cho nó thăng bằng, chứ không phải đẩy bên thấp, bên cao, bên trên, bên dưới. Không có đẩy lệch. Đó là quan trọng nhất. Nhưng mà em thấy nam tập đúng mà, dinh dưỡng đúng, chỉ cần 2 cho đến 2 năm đến 3 năm thôi là tướng rất là đẹp rồi. Nói qua câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 2042. Em chào anh Duy và chị Hương, cho em hỏi là bột gạo lứt mè đen đậu xanh xay chung chỉ 50.000 một ký. Anh chị đánh giá sản phẩm này như thế nào? Tối trước khi ngủ em pha chung với sữa không đường vào một ly cối, uống có được không? Thì bây giờ đúng không? Bạn đã bột ngũ cốc mè đen tùm lum thứ đó thì nó là những cái sản phẩm như vậy thôi. Ví dụ ngũ cốc cũng có mè đen hay gạo lứt thì nó từ gạo lứt xay ra, từ mè đen xay ra. À, thì xay ra thì nó bản thân nó là những cái gốc như vậy. Nhưng mà khi xay ra muốn bảo quản được thì ta có thể bỏ chút đỉnh muối gì đó, hay là những chất bảo quản chút đỉnh thôi để cho nó giữ sản phẩm được khô được lâu đó. Mấy cái này bạn phải kỹ, dù khi nó mối mọt trong đó nữa, bạn kỹ là cho bạn bảo quản á nha, chứ gì không nói là nhà sản xuất có mối có mọt. Cái này là chẳng qua là ngũ cốc bình thường, không gì đánh giá tốt không tốt cả. Bạn ăn nó giống như ăn cơm vậy thôi. Bạn ăn nó thì giống như bạn ăn gạo lứt, bạn ăn nó bằng giống như ăn mè đen vậy đó, không có gì khác cả. Thì bây giờ bạn mua xong phẩm này về bạn uống giống như bạn lấy một nhúm gạo lứt, bạn trộn nhúm mè đen với nhúm gì đó, bạn vô một cái tô bạn nấu rồi bạn ăn thì thôi, không khác gì cả. Cái này thì nó cũng có thể gọi nó là một bữa ăn. Đúng rồi. Một bữa ăn nhẹ. Nhưng mà tinh bột không ạ? Nhưng mà nếu mà bạn tập thể hình, cứ cho là bạn tập thể hình đi, mà bạn muốn lấy nguồn protein từ đây thì theo Hương nghĩ là trong cái quá trình chế biến á, người ta rang lên này, xong người ta xay ra nữa, xong thêm muối nữa, nó đã làm mất đi cái quá trình chế biến, làm mất đi cái phần nào protein. Không ai ăn tinh bột rồi. không ai ăn thực vật để lấy protein cả, nó rõ ràng không ai ăn thực vật để lấy protein. Người ta chỉ xác định protein trong thực vật là cái thứ mặc định có, chấp nhận ăn, chứ không ai mà đi ăn thực vật để lấy protein. Cũng ngược lại, cũng không ai đi ăn động vật để kiếm cáp trong đó cả. Kiếm cáp, kiếm sơ. Tại kỳ cáp trong động vật không có, sợ kiếm. Thì cái protein trong thực vật đó thì có một số loại nhưng nó nhiều, nhưng mà nó đâu có đủ với sự cân bằng về axit amin thiết yếu. Đúng rồi. Câu hỏi 2043, xin chào anh Duy và chị Hương. Anh chị cho em hỏi là trong một video về cardio, anh Duy nói là đi bộ sẽ không mất cơ. Vậy cho em hỏi, buổi sáng em chưa ăn gì mà đi bộ nhẹ khoảng 15 phút thì có mất cơ không? Không. Em xin ý kiến của anh chị trước rồi mới dám tập vì em sợ mất cơ. Tự nhiên em không ăn gì em đi bộ 15 phút đi làm chi? Nội Hương đi từ... Vậy cái đi bộ 15 phút để giải quyết là gì? Là buổi tập của em luôn hả? Hay là em chắc đi bộ đi, đi bộ cho nó vui xong về ăn sáng? Nó nhưng mà sáng ngủ về lăn liền nha bạn. Sáng ngủ về mà còn cà cưa dê ngỗng đó là bạn không tập gì nó cũng mất nữa. Đúng không? Bạn không tập gì nó cũng mất cơ. Còn cái chuyện mà đi bộ trong lúc bình thường là không mất cơ. Câu hỏi 2044. Anh chị cho em hỏi một vấn đề ngoài lề là ở chỗ anh Duy có bán cây tạ dumbbell rời để gắn tạ vào hay không? Không em, anh đâu có bán. Và cho em hỏi anh chị có vận chuyển đến nhà không? Không. Vì nhà em ở Long An, chạy xe 30 phút đến thành phố, phòng tập của em là phòng bình dân nên tạ dumbbell chỉ có 30kg. Em muốn mua một cây tạ dumbbell rời để đem ra tiệm và gắn tạ vào có được không? Bây giờ mình không bán thì sao đây? Đúng rồi, không bán, thầy online không có để bán mà ơi. Thầy online là những vật dụng mua về cho trang thiết bị cho phòng tập thôi, cho gym center thôi.
có ý thứ nhất, ý thứ hai toàn là cây Olympic không à, bạn về cũng chẳng có gắn cái tạ nào vừa đâu. Nó toàn là cây Olympic, cái đầu tạ nó to lắm. Còn cái cây thường của bạn thì đầu tạ nhỏ xíu à. Thì cái phòng tập của bạn đó bạn lại bạn mua luôn. Còn nếu người ta không bán á, thì bạn cần số lượng nhiều thì giới thiệu gọi chỗ cho bạn, bạn mua thôi. Chứ còn một cái hai cây thì cũng rất là khó, bạn tự chế thì nó lạnh hơn, rất là dễ đâu gì khó đâu. Câu hỏi của bạn đã khép lại chương mục hỏi đáp số 194. Rồi, chương mục hỏi đáp 194 xin được khép lại ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương mục hỏi đáp số tiếp theo. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.